Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Quảng Ninh nối lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh với Hải Dương. Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu tiên phẫu thuật tách khối u gần 20 kg cho một bệnh nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định nối lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh với tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, tuyến vận tải hành khách từ Quảng Ninh đến hoặc đi qua địa bàn huyện Kim Thành, Kinh Môn vẫn bị đình chỉ. Các tuyến vận tải được hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của hai tỉnh và theo sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới của Bộ Y tế. Các phương tiện chỉ được phép chở tối đa 50% số ghế và không quá 20 người trong mỗi phương tiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải căn cứ tình hình thực tế để nối lại các tuyến vận tải với hai huyện Kim Thành, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp. Việc điều trị cho 4 trường hợp nghi bị ngộ độc ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đang gặp khó khăn. Bệnh viện địa phương thông báo họ không có thuốc đặc trị cho các bệnh nhân. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Võ Văn Thiện cho biết, sức khỏe của bệnh nhân nữ tên Y Xuân, 65 tuổi, là kém nhất khi huyết áp tụt, hôn mê, rối loạn nhịp tim và đang thở bằng máy. Ba bệnh nhân còn lại là A Long, A Đoàn, A Hoàng đã được lọc máu và cũng đang phải thở bằng máy. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi đi nơi khác để làm xét nghiệm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả chính thức. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho người bệnh. Trước đó, 4 người này nhập viện sau khi ăn tiệc, nghi ngộ độc độc tố Clostridium botulinum. Do các bệnh nhân đều là người dân tộc thiểu số, cuộc sống khó khăn, nên Tổ công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho các nạn nhân. Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, ca phẫu thuật tách khối u nặng 19 kg cho một bệnh nhân nữ đã thành công. Đây cũng là lần đầu tiên một khối u lớn như vậy được bóc tách tại bệnh viện với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có khối bướu rất lớn ở vùng đùi bên phải. Sau thành công của ca phẫu thuật, khối u gần 20 kg đã được cắt bỏ hoàn toàn, đem lại cho bệnh nhân một cuộc sống mới. Cũng mừng cắt bướu khỏe phắn đi đường cũng sợ nhìn. Được biết, ca phẫu thuật phải thực hiện nhiều phương pháp hiện đại với sự phối hợp cả 3 chuyên khoa khác nhau để tách thành công khối u và ngăn ngừa nguy cơ chảy máu. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân đang bình phục tốt, không bị nhiễm trùng, nhiễm độc, vết thương khô và được chỉ định xuất viện sớm. Một công trình tại Vĩnh Long trị giá hàng trăm tỷ đồng được khánh thành vào tháng 9 năm 2020, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Điều đáng nói là các dự án thành phần đang bị lún nghiêm trọng, đó là Trung tâm Y tế huyện Mang Thít thuộc thị trấn Cái Nhâm, huyện Mang Thít. Công trình trên do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 235 tỷ đồng. Công trình có kết cấu 1 trệt 2 lầu, quy mô 100 giường bệnh, diện tích 21.500 m2. Tại cuộc họp vào chiều 29 tháng 3, ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết, trong giai đoạn thi công hoàn thiện, thì trong 16 hạng mục có đến 13 hạng mục của các khối nhà được xây dựng trên móng gia cố cừ tràm có hiện tượng lún đều vượt mức cho phép. Ông Sơn nhấn mạnh, đây là hiện tượng lún đều không nghiêng, không xuất hiện vết nứt của kết cấu khung và tường, chỉ có nền bị lún, đến nay độ lún đã giảm dần. Tỉnh Vĩnh Long giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện công tác giám định trong 60 ngày, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 28 tháng 5 2021. Theo ghi nhận tại hiện trường, một số hạng mục của công trình này bị lún xuất hiện vết nứt. Trong những năm gần đây, trước sự bùng nổ của công nghệ số, hoạt động thương mại điện tử đã và đang làm thay đổi đáng kể hành vi tiêu dùng. Theo các chuyên gia, đây chính là thời điểm vàng để phát triển kinh doanh bán lẻ trực tuyến. Kết quả điều tra đánh giá của ngành bán lẻ năm 2020 cho thấy, gần 70% người dùng có thói quen mua sản phẩm qua ứng dụng trực tuyến. Các doanh nghiệp bán lẻ người ta cần phải tận dụng cơ hội. Nhưng mà tuy nhiên cái khó của họ ấy chính là gì? Vì là họ chưa có sự chuẩn bị trước. Cho nên bây giờ khi mà nắm bắt cái cơ hội này thì họ cần phải dịch chuyển dần dần. Và chính vì vậy cho nên là cái việc mà chúng tôi làm những cái chương trình đào tạo hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ như thế này ấy, là để giúp cho họ có những công cụ và phương tiện, có những sự chuẩn bị sẵn sàng hơn để nắm bắt cái cơ hội mới này. Giúp người kinh doanh có thể nâng cao cái quy trình kinh doanh của mình tự động hơn, có thể tăng độ phủ thương hiệu của mình và gia tăng cái thương hiệu của mình trên thị trường. Giúp người kinh doanh có thể bán hàng đa kênh và tăng trưởng kinh doanh dễ dàng hơn.
Thực tế đã cho thấy năm 2020, bán lẻ online đã có một năm hưởng lợi nhờ Covid-19. Nhiều doanh nghiệp trước đây chưa từng bán trực tuyến, nay đã bán qua mạng. Nhiều người chưa bao giờ mua hàng online, nay cũng theo xu hướng này bởi những lợi ích mà nó mang lại. Đó là tạo lợi thế cạnh tranh về giá khi mở rộng quy mô bán hàng. Ngày 29 tháng 3, Tập đoàn Dịch vụ Tài chính Mỹ Visa Inc. thông báo sẽ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử USD Coin, USDC trên mạng lưới của mình. Đây được xem là tín hiệu mới nhất cho thấy ngành tài chính truyền thống đang có xu hướng đó là chấp nhận các đồng tiền kỹ thuật số. Theo đó, Visa đã khởi động chương trình thí điểm với nền tảng thanh toán tiền điện tử crypto.com và có kế hoạch cung cấp sự lựa chọn cho nhiều đối tác hơn vào cuối năm nay. Trước đây, quy trình thanh toán tiêu chuẩn của Visa yêu cầu crypto.com giải quyết bằng đồng tiền pháp định là đồng tiền nội tệ của mỗi nước. Tuy nhiên, điều này làm tăng thêm chi phí và sự phức tạp cho các doanh nghiệp. Giờ đây, crypto.com sẽ không phải trải qua các lần chuyển đổi phức tạp mà sẽ thanh toán với Visa trực tiếp bằng USDC. USDC là một đồng tiền điện tử có giá trị ổn định, được định giá trực tiếp theo đồng đô la Mỹ. Động thái mới nhất của Visa diễn ra khi các công ty tài chính lớn, bao gồm BNY Mellon, BlackRock Inc. và MasterCard Inc. thông báo chấp nhận một số đồng tiền kỹ thuật số. Thực tế này đã làm dấy lên dự đoán rằng các đồng tiền điện tử sẽ trở thành một phần trong danh mục đầu tư của họ. Trong phần tiếp theo, bị công an dừng xe vì vi phạm tốc độ, tài xế có biểu hiện bất thường và chống đối. Các bãi rửa cát trái phép gây ô nhiễm môi trường và làm thay đổi hiện trạng đất vẫn tồn tại ở Đồng Nai. Chương trình xin tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự. Chiều qua, trong khi tuần tra trên quốc lộ 1A qua huyện Hàm Thuận Bắc, cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận đã ra hiệu dừng xe ô tô vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, thì tài xế đã có biểu hiện rất bất thường. Tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ cho tổ công tác, sau khi được thông báo lỗi vi phạm thì người này bắt đầu có biểu hiện không bình thường. Nam thanh niên này dùng điện thoại quay phim, chửi bới, cởi áo và ném trái thanh long vào xe cảnh sát giao thông. Sau đó người này chạy vào nhà dân ven đường, nhặt một cây inox có gai nhọn để ra đe dọa tổ công tác. Lực lượng công an xã lập tức đến hiện trường đưa nam thanh niên về trụ sở. Nam thanh niên này tên Lực, sinh năm 1988. Qua kiểm tra nhanh ma túy đối với thanh niên này thì có kết quả âm tính nhưng lại có biểu hiện la hét tại trụ sở công an. Gia đình của Lực đã liên lạc với cảnh sát giao thông Bình Thuận, cho rằng nam thanh niên này gần đây có vấn đề về thần kinh, đang trên đường ra Bình Thuận phối hợp giải quyết. Hai học sinh cấp 3 ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa giúp người dân bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn. Công an thành phố Vũng Tàu đã tạm giữ các đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc. Đây là hai nghi can trộm xe máy vừa bị người dân truy bắt. Ngày 17 tháng 3, chúng đã trộm xe máy tại một cửa hàng điện thoại ở thành phố Vũng Tàu. Sau đó, chủ cửa hàng điện thoại đã cắt clip ghi hình hai nghi can đưa lên mạng xã hội để nhờ sự giúp đỡ. Qua nhiều lần xem clip, hai học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ ghi nhớ bộ đồ và chiếc xe mà hai nghi can dùng để chở nhau thực hiện vụ trộm xe máy tại cửa hàng điện thoại. Tối ngày 29 tháng 3, khi phát hiện hai nghi can ra tay trộm xe trước một quán phở, hai học sinh đã đuổi theo, đồng thời gọi điện thoại, chia sẻ định vị trực tiếp cho anh Dương Tấn Hoàng là nạn nhân bị mất xe máy ngày 17 tháng 3, dùng ô tô truy bắt hai nghi can, bàn giao cho công an xử lý. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là Đinh Văn Vĩnh và Nguyễn Văn Kiên. Khi bị bắt, trong xe của Vĩnh có nhiều biển số xe khác nhau và dụng cụ bẻ khóa để trộm xe máy. Tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sẽ bị truy tố hình sự. Đó là trường hợp ba đối tượng liên quan vừa bị phát hiện và bị bắt tại Quảng Ninh. Thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu vào hôm qua. Vào hồi 1 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3 trên đường hành lang biên giới thuộc thôn Bắc Cương, xã Hoành Mô, đội tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu phát hiện một người đàn ông đi xe máy chở theo hai phụ nữ. Thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lái xe cho biết mình chỉ là tài xế xe ôm chở hai phụ nữ lên biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ba đối tượng Phạm Văn Tưởng, Phạm Thị Ngà đều là người Quảng Ninh và Lưu Anh Tuấn trú tại tỉnh Thái Nguyên về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu đang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục làm rõ vụ việc. Các bãi rửa cát không được phép thường gây ô nhiễm môi trường và làm thay đổi hiện trạng đất. Ngoài ra thì các chủ nhân có thể vi phạm về các lỗi như tàn trữ cát đất không rõ nguồn gốc. Ấy vậy mà hoạt động này vẫn tồn tại ở Đồng Nai.
Ngày 30 tháng 3, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã kiểm tra đột xuất một số bãi tập kết cát không rõ nguồn gốc để sàn rửa tại phường Phước Tân. Dọc sông Buông thuộc khu phố Miễu có 4 bãi cát với số lượng cát và đất lên tới hàng trăm ngàn khối. Chủ nhân của các bãi rửa cát này gồm Trần Xuân An, Hoàng Văn Dinh, Nguyễn Đức Chinh cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai và một bãi cát chưa xác định được người sở hữu. Thời điểm kiểm tra, có một số công nhân làm việc có mặt tại bãi cát cùng nhiều phương tiện là xe tải, xe ben, xe múc. Mỗi bãi có quy mô rộng khoảng 5.000 m2 đến hơn 2 hectare. Các bãi này đã hoạt động trong thời gian dài và ngày càng mở rộng về quy mô, thậm chí những thời điểm hoạt động cả ngày lẫn đêm. Chúng vừa gây khói bụi, gây ô nhiễm nguồn nước sông Buông và gây ồn ào ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong khi đó, thì hàng chục hộ dân trong khu dân cư thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phải sống chung với mùi hôi, thậm chí có người phải bán nhà. Nỗi khổ này hành hạ họ mỗi đêm khi mà công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa BD đem rác ra đốt. Theo người dân, hàng ngày công ty vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, cứ mỗi đêm về là công ty lại bắt đầu đốt rác là nhựa dư thừa, bốc mùi hôi rất khó chịu. Cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn khi công ty này về đây sản xuất. Có nhà nó tính là bán nhà chuyển đi vì cái sức khỏe của cháu nó yếu. Nói chung là cái mùi này khó chịu, nó ô nhiễm mà anh em chịu không nổi. Theo quan sát, công ty rộng hàng ngàn mét vuông, nằm sát với khu dân cư. Họ không làm hệ thống ống khói mà khí đốt được xả thẳng ra môi trường. Chính quyền địa phương cần có biện pháp để trả lại cuộc sống trong lành cho người dân. 13 quốc gia đã ra tuyên bố chung chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới WHO về cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Các nước này cho rằng cuộc điều tra của WHO không đủ bao quát và các chuyên gia gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin gốc trong 4 tuần làm việc tại Vũ Hán. Tuyên bố chung do 13 nước, trong đó có Anh, Mỹ, Canada và Australia ký tên, cáo buộc Trung Quốc ngăn cản việc tiếp cận dữ liệu gốc, dữ liệu hoàn chỉnh và mẫu vật. Tuyên bố cũng yêu cầu tổ chức các cuộc điều tra độc lập và minh bạch. Hôm qua, WHO công bố báo cáo dài 120 trang cho biết virus corona gây ra đại dịch hiện nay là lây từ động vật sang người và việc virus thoát ra từ phòng thí nghiệm là cực kỳ ít khả năng. Thưa quý vị, vaccine ngừa COVID-19 hiện nay chỉ có duy nhất dạng tiêm, nhưng điều này có thể sẽ sớm thay đổi. Các nhà khoa học tại nhiều quốc gia đang nghiên cứu vaccine COVID dạng xịt qua đường mũi, được cho là dễ bảo quản, dễ sử dụng và rẻ hơn so với vaccine dạng tiêm. Các trường đại học tại Vương quốc Anh, trong đó có Đại học Bristol, đang nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 bằng dạng xịt qua đường mũi. Vaccine sẽ tạo ra kháng thể, bảo vệ người sử dụng và ngăn chặn virus corona lây lan, tất cả chỉ trong một liều. Nhóm nghiên cứu thử nghiệm trên chuột và cho kết quả tích cực. Theo các nhà khoa học, điều quan trọng là vaccine này có thể tạo ra phản ứng miễn dịch niêm mạc khi sử dụng qua đường mũi thay vì tiêm. Ngoài ra, vaccine của Đại học Bristol không cần phải bảo quản trong tủ lạnh. Các nhà nghiên cứu hy vọng vaccine này sẽ hữu ích đối với các nước đang phát triển, các khu vực hẻo lánh và những nơi có nhiệt độ khắc nghiệt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện có hơn 200 dự án nghiên cứu vaccine COVID-19 dạng xịt từ nhiều quốc gia, bao gồm Anh, Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. WHO gọi đây là vaccine thế hệ thứ hai. Vào thứ Ba, 10 con cá sấu mỏng ngắn Mỹ Alligator trưởng thành được những nhân viên sở thu hút thận trọng thả vào công viên bò sát Australia tại Summers Bay gần Sydney. Loài bò sát không có nguồn gốc từ Úc này, trái ngược với cá sấu thực thụ Crocodile, sẽ nhập bọn cùng 45 con cá sấu mỏng ngắn trưởng thành khác. Buổi thả cá sấu diễn ra an toàn tốt đẹp, không người nào bị cắn đã là vui. Không mừng sao được khi nhìn thấy vẻ hung hăng và những cú dãy dùng mạnh mẽ của những con alligator này. Sự khác nhau cơ bản giữa những con cá sấu thuộc họ alligator với loài cá sấu thực thụ crocodile chủ yếu là việc chúng có đầu rộng hơn và ngắn hơn, mõm cũng ngắn hơn và mập hơn. Đây là một ngày cực kỳ thú vị cho cả nhóm khi chúng tôi thả 10 con cá sấu Mỹ giống đực khổng lồ vào đầm phá của chúng tôi. Những người chăm sóc thú cho biết rất tuyệt vời khi có thể làm việc với những con cá sấu như vậy. Với họ, thứ vị nhất là khi cho chúng ăn. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ nằm trong số những con cá sấu nguy hiểm có thể tấn công và ăn thịt người. Bảo tàng nghệ thuật hiện đại MoMA ở New York, Mỹ đang tổ chức một triển lãm về nghệ sĩ Alexander Kander. Ông là người nổi tiếng với những mô hình nghệ thuật có khả năng chuyển động. Triển lãm có tên Alexander Kander hiện đại ngay từ đầu. Không chỉ trưng bày những tác phẩm làm nên tên tuổi của Kander mà còn giới thiệu những phong cách khác của ông.
Vì Kander quá nổi tiếng và vì tên của ông ấy gắn liền với những tác phẩm chuyển động, nên nhiều người trong chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng một tác phẩm mang phong cách của ông. Tôi hy vọng rằng triển lãm này sẽ cho thấy hoạt động nghệ thuật của ông ấy đa dạng đến mức nào, cả về phong cách và chất liệu. Ngoài những mô hình của Kander có sẵn tại bảo tàng MoMA, triển lãm còn có những tác phẩm được mượn từ tổ chức Kander Foundation do gia đình ông thành lập sau khi ông qua đời. Alexander Kander sinh năm 1898 và mất năm 1976. Hoạt động nghệ thuật của ông chịu ảnh hưởng từ những nghệ sĩ mang phong cách trừu tượng và tiên phong như Fernand Léger, Joan Miró và Marcel Duchamp. Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 7 tháng 8. Mùa khô cần cảnh giác chuyện cháy nổ. Tối qua lại xảy ra cháy tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Lần này bãi giữ xe máy vi phạm giao thông của công an thành phố Thủ Đức bị bà hỏa phiến thâm. Theo đó, vào khoảng 22 giờ, bãi xe máy tại hẻm 29 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ bất ngờ cháy lớn. Người dân hô hoán tháo chạy, đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Thủ Đức điều xe nước và hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa. Đoạn đường qua khu vực cũng được phong tỏa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, ngăn không cháy lan qua tòa nhà cao tầng và dãy trọ kế bên. Được biết, những phương tiện ở đây bị chủ bỏ luôn nên đã được đưa vào hồ sơ thuộc nhóm phương tiện hủy đăng ký. Chương trình hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hãy tiếp tục cập nhật các thông tin trong chương trình 60 giây chiều phát sóng vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.